Ôi, chào bạn nghe, hôm nay thì con có tôi thích bơm bùn nè. Đây, thích bơm bùn. Hỏng nhỏ nhất bên em có sẵn là ống 80, cái hỏng ga 80 hoặc hỏng ga 90 là hai loại phổ thông nhất. Dành cho motor điện là 2 ký 2, máy xăng là 5 ngựa, máy dầu là khoảng 4 ngựa trở lên. Đây, nguyên bộ nó vậy rồi con, cứ lắp ráp như vậy thôi. Nè, chim bơm bùn ha. Đây, cái này là mũi phăng bùn, phăng đã cứng rồi đó, miễn sao có nước lại lên. Có hai loại cốt, cốt 14, 14, 16, 18 là tùy theo mà con đặt cho phù hợp nha. Anh em có sẵn là 14, 16 thông dụng nhất, ống ga 80, 90 là thông dụng nhất. À, thích bơm bùn, chuyên bơm bùn. Đây, rất là tiện nha. Gắn vào bơm bùn thôi. Đây, nó bỏ vậy rồi con. Tùy theo con kích cỡ đặt cho phù hợp nha. Gắn vô vậy. À, theo kích cỡ con đặt cho phù hợp nha. Nhỏ nhất bên em là 80, 90, hai hỏng ga, còn lớn hơn tắt tắt hai tắt rưỡi cho con đặt. Đa số bên em là phổ thông là chạy xạ chạy xuôi nha. Chạy xuôi là chạy vậy nè. Đó. Đó, chạy xuôi là chạy vậy nè. Để nó lên lùa xình vô con. Thì cái đời này nó không gắn gắn đường áo chạy rất ok. Này nè, ít nguy hiểm lắm. Lỡ vô quần áo nó cũng không quấn nữa. Đây, lỡ vô quần áo nó cũng không quấn nè, thấy không? Lỡ vô quần áo nó cũng không quấn nè con nè, thấy không? Đấy, rất là ok thấy không? Thấy không, nó không gắn quần áo luôn thấy không, rất là ok, rất là tiện. Còn con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707, thu hút bơm bùng họ có quay nguyên bộ mẫu cho con coi đó, cứ về xài thôi, rất tiện. Đây. Này hỏng ga cái lắp gồm có là nhỏ nhất là 34, 42, 49, 60 tùy theo mà con đặt cho phù hợp. Còn cốt mà là cốt 14, 16, 18 thì con đặt nha. Rất tiện. Này là ống tắc nè, cái này là một tắc. À, có hai loại 90, 80 một tắc. Là thông dụng nhất, dành cho motor điện là 2 ký 2. Máy xăng á là 5 ngựa, máy dầu là 4 ngựa, là tự dương tư. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707.